Hàn Quốc bất lực trước UAV Triều Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, việc cả loạt UAV của Triều Tiên tự do xâm nhập không phận Hàn Quốc cho thấy sự bất lực trong việc giám sát và đối phó từ phía Seoul. Hãng thông tấn Sputnik ngày 13 tháng 6 dẫn nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết nước này đã thực sự bất ngờ khi phát hiện một chiếc UAV có gắn camera độ phân giải cao của Triều Tiên rơi ngay gần nơi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Sau khi nghiên cứu về chiếc UAV xâm nhập này, phía Hàn Quốc cho rằng chiếc máy bay không người lái này đã chụp được một số bức ảnh về địa điểm triển khai THAAD của Mỹ ở Seongju. Được biết, khoảng cách giữa biên giới với Triều Tiên và vị trí triển khai hệ thống THAAD khoảng 270 km. Vị trí này nằm ở hạt Seongju của tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Ngay khi xác nhận chiếc UAV của Triều Tiên bị rơi được công khai, truyền thông Hàn Quốc cho rằng toàn bộ hệ thống phòng không của nước này đã hoàn toàn bất lực trong việc giám sát và đối phó trước sự xâm nhập tự do của UAV Triều Tiên. Tuy nhiên, vụ việc khiến Hàn Quốc quan ngại hơn xảy ra hồi 2015 khi cơ quan an ninh Hàn Quốc phát hiện ra ít nhất xác của hai chiếc UAV Triều Tiên rơi không phải do bắn hạ ngay cạnh phủ tổng thống của Hàn Quốc. Trước thực tế này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thừa nhận rằng máy bay AN-2 và UAV là hai của Bình Nhưỡng, mối nguy lớn nhất Hàn Quốc cần phải tìm cách đối phó. Hãng Yonhap dẫn tuyên bố của một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã gia tăng đột biến các phi vụ hoạt động của UAV dọc đường biên giới hai miền. Vị quan chức cấp cao Hàn Quốc giấu tên cho biết, gần đây các hoạt động của UAV đã gia tăng đột biến quanh khu vực phía tây đường biên giới. Tốc độ các cuộc diễn tập cất cánh và hạ cánh liên quan đến nhiều loại UAV nhỏ và trung bình đang diễn ra nhanh chóng. Trong khi đó, theo các nguồn tin chính phủ khác, hàng ngày có khoảng 7 đến 8 phi vụ UAV được các hệ thống giám sát Hàn Quốc phát hiện. Hàn Quốc đang nỗ lực xác minh lý do của việc gia tăng các cuộc diễn tập UAV của Triều Tiên và tăng cường giám sát khu vực này. Vị quan chức này cho Yonhap biết, các UAV này có thể vượt qua đường ranh giới sang phía chúng tôi một cách bất thình lình để làm xáo trộn khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Hoặc chúng có thể làm chệch hướng sự chú ý về mặt trận phía Tây để cho phép quân đội Triều Tiên tạo ra vấn đề nào đó ở những nơi khác. Trước khi ý thức được sự nguy hiểm của dàn vũ khí Triều Tiên, đặc biệt UAV quân sự, Hàn Quốc từng coi những chiếc UAV này chỉ như đồ chơi của con trẻ. Các chuyên gia cho biết mức độ đơn giản của những chiếc UAV Triều Tiên mà Hàn Quốc bắn hạ và thu được cho thấy sự lỗi thời của trang thiết bị biên chế trong quân đội Triều Tiên. Theo Reuters, khi hình ảnh về những chiến lợi phẩm này được công khai, nhiều người cho rằng mẫu máy bay này giống như đồ chơi hồi nhỏ của họ, thay vì là một UAV hiện đại. Ông Kim Hyung-jong, giáo sư về an ninh điện tử tại Đại học Korea ở Seoul, trả lời Reuters, chiếc máy bay này giống như đồ chơi. Tuy nhiên, với mục đích trinh thám, chiếc máy bay không cần phải là một chiếc máy bay với công nghệ cao như những chiếc Predators hoặc Global Hawk của Mỹ. Một chiếc máy bay giống như đồ chơi này có thể khiến nhiều người mất cảnh giác. Các chuyên gia trả lời tờ NBC. Tuy nhiên, mức độ đơn giản của những mẫu UAV cũng cho thấy sự lạc hậu trong trang thiết bị quân sự của Triều Tiên, mặc dù nước này là một trong những nước có lực lượng quân sự lớn hàng đầu thế giới. Tiến sĩ James Hoyer đến từ Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên của Đại học London nói, phần lớn trang thiết bị quân sự của Triều Tiên đều đã lỗi thời với rất nhiều trong số đó có từ chiến tranh thế giới thứ hai. James Hoyer cho biết thêm, họ đặt cược rất nhiều vào tinh thần chiến đấu vì đơn giản họ không có gì để dựa vào nữa. Việt Nam mua số lượng lớn tên lửa Sosna-R. Để tăng cường khả năng phòng không tầm gần cho chiến hạm Gepard 3.9, Hải quân Việt Nam tiếp tục đặt mua số lượng lớn tên lửa 9M311 Sosna-R. Theo số liệu thống kê của SIPRI, Việt Nam đã đặt mua tới 200 quả tên lửa 9M311 Sosna-R dùng cho tổ hợp pháo tên lửa phòng không Palma đang trang bị trên các tàu Gepard 3.9. Hệ thống pháo tên lửa phòng không Palma được thiết kế để phòng vệ trước các cuộc tấn công đường không của đối phương. Nó có thể tiêu diệt tên lửa đối hạm, máy bay cũng như các mục tiêu cỡ nhỏ trên mặt nước và trên bờ. Mô đun tác chiến của hệ thống Palma có ký hiệu 3R99E, hoạt động hoàn toàn tự động. Mỗi mô đun tác chiến gồm 8 tên lửa Sosna-R. Tên lửa Sosna-R được lắp sẵn trong ống phóng cùng với 2 bệ pháo 6 nòng tự động cỡ 30mm AO 18KD với 1.500 viên đạn. AO-18KD, hệ thống này có thể bắn ra 10.000 viên đạn trong vòng 1 phút hoặc 180 viên một giây, đủ sức hạ các loại tên lửa đang lao đến tàu chiến. Thiết kế này tương tự như hệ thống Kastan, phiên bản trước của Palma, tuy nhiên pháo và tên lửa nhận lệnh từ hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện đa kênh 3V89. Hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện 3V89 bao gồm kênh truyền hình và ảnh nhiệt cùng máy đo xa và kênh điều khiển laser. Mỗi mô đun tác chiến 3R99E có trọng lượng 6.900 kg, một hệ thống phòng không Palma hoàn chỉnh bao gồm 4 mô đun chiến đấu. Thông số kỹ thuật của Palma: chống tên lửa diệt hạm, tên lửa hành trình ở khoảng cách xa đến 10 km và ở độ cao đến 5 km, pháo bắn nhanh hạ mục tiêu ở xa đến 4 km và tầm cao 3 km. Hệ thống này điều khiển tự động, thời gian phản ứng tác chiến chỉ 3 đến 5 giây. Hệ thống Palma hiện đang được trang bị cho một số tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Monia của Hải quân Nga và một biến thể của nó đã được trang bị cho các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Bằng sự sáng tạo học hỏi và sự chuyển giao công nghệ, Việt Nam đã tự sản xuất được súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm theo mẫu KSVK của Nga. Quý vị thính giả thân mến, súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm do Việt Nam nghiên cứu cải tiến sản xuất dựa trên mẫu súng bắn tỉa xuyên giáp KSVK Dekitarev lừng nhanh của Nga. Đây được coi là loại súng bắn tỉa có hỏa lực mạnh nhất quân đội nhân dân Việt Nam. Không giống như những loại súng thông thường, súng bắn tỉa được coi là một loại vũ khí chế tạo, đòi hỏi công nghệ và sự chính xác các chi tiết, từ đó tạo ra một loại vũ khí có tầm bắn và độ chính xác cao. Phiên bản súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm do Việt Nam chế tạo đang được các sĩ quan nhà máy Z111 bắn thử nghiệm. Với yêu cầu từng bước đáp ứng nguồn cung vũ khí cho quân đội, Viện Nghiên cứu Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đưa ra đề tài nghiên cứu thiết kế chế thử súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm. Cỡ đạn 12,7mm được coi là cỡ đạn phù hợp cho yêu cầu bắn xa và xuyên giáp. Cỡ đạn này để tiêu diệt những mục tiêu ở xa hoặc vô hiệu hóa những xe bọc thép hạng nhẹ. Từ yêu cầu của cấp trên, nhà máy Z111 đã chọn mẫu KSVK của Nga, từ đó cải tiến và chế tạo thành công súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm. Và đặc biệt dành cho quân đội nhân dân Việt Nam, do sử dụng cỡ nòng lớn nên để tăng tính cơ động, súng được thiết kế kiểu bum pop với hộp tiếp đạn nằm phía sau cò súng. Với thiết kế này, chiều dài của súng giảm đi đáng kể. Trong hình là một xạ thủ đang cầm khẩu KSVK để sẵn sàng khai hỏa vào đối phương tại chiến trường Syria hiện tại. Trọng lượng của súng 12,5 kg, chiều dài 1350 mm, riêng nòng súng có chiều dài là 1000 mm. Súng sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên, cỡ đạn là 12,7 x 108 mm, siêu tốc đầu nòng đạt 840 m/giây. Súng có tầm bắn hiệu quả 1500 m, tốc độ bắn 10 phát một phút, tầm bắn tối đa lên tới hơn 2000 m. Loại đạn cỡ 12,7 x 108 mm của Nga được cho là xuyên giáp khá tốt. Súng có thiết kế tay cầm phụ ngay dưới vị trí ống ngắm. Khả năng của súng tương thích với nhiều loại ống ngắm khác nhau. Phiên bản súng do Việt Nam sản xuất đi kèm với ống ngắm N012. Đây cũng là một sản phẩm do Việt Nam chế tạo. Loại ống ngắm N012 của Việt Nam có thể phóng đại mục tiêu lên 10 lần, thế giới 3mm, mức phân biệt 6 giây, cự ly ngắm bắn tối đa lên tới 1800 m. Súng có chân chống có thể gập lại khi di chuyển. Chụp bù giật đầu nòng lớn cho phép giảm độ giật đáng kể do cỡ đạn 12,7mm gây nên. Được biết, toàn bộ linh kiện từ súng đến ống ngắm đều do Việt Nam chế tạo dựa trên điều kiện có trong nước. Với thành công này, một lần nữa đánh dấu bước phát triển của nền công nghiệp quốc phòng trong nước trong việc tự chủ nguồn cung vũ khí hạng nhẹ. Quý vị thính giả thân mến, nguồn gốc Chengdu J-10 Trung Quốc xuất phát từ chiếc tiêm kích hạng nhẹ I-A-I Lavi của Israel. Trong khi Lavi lại được thiết kế dựa trên F-16, cho nên giữa J-10 và F-16 có rất nhiều nét tương đồng từ hình dáng bên ngoài cho đến các đặc tính kỹ chiến thuật. Vậy nếu xảy ra tình huống đối đầu giữa hai chiến đấu cơ này thì ai sẽ là người chiến thắng? Hiện nay, nhiều thông số kỹ thuật cơ bản của con cưng không quân Trung Quốc vẫn được dự kín, trong đó có cả tham số radar. Tạp chí Quốc phòng James từng cho rằng radar trang bị cho J-10 là loại KLJ-10 do Trung Quốc nghiên cứu phát triển theo nguyên mẫu N010-JUK của Nga, có khả năng phát hiện 40 mục tiêu, theo dõi 10 mục tiêu và dẫn đường cho vũ khí tiêu diệt 2 đối tượng cùng lúc. Phạm vi theo dõi mục tiêu có diện tích phản xạ radar RCS-3M2 của KLJ-10 đạt khoảng 90 km ở chế độ đối không và 40 km ở chế độ đối đất. Thông số này thực sự không gây nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, theo trang mạng China Defense Matchup, radar của J-10 thực tế là KLJ-3 được chế tạo trên cơ sở công nghệ hai loại radar LM2032 và LM2035 của Israel. KLJ-3 có khả năng bám bắt mục tiêu là máy bay tiêm kích từ cự ly 100 km hoặc tàu khu trục cách xa 130 km trong điều kiện làm việc lý tưởng. So sánh với radar AN/APG-68V5 của F-16 Block 52, tầm trinh sát tối đa là 296 km đối với máy bay cỡ lớn hoặc 105 km đối với tiêm kích có diện tích phản xạ radar 5 m², theo dõi được 10 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu cùng lúc. Như vậy, thông số kỳ chiến thuật cơ bản theo lý thuyết của cảm biến chính trên J-10 cũng như F-16 Block 52 là tương đương, nhưng hiệu suất thực tế của radar J-10 lại luôn luôn gây nghi ngờ, khi trong các bài tập đối kháng với J-11 nó dễ dàng bị gây nhiễu, dẫn tới bỏ lọt mục tiêu. Còn trong chế độ không chiến quần vòng cự ly gần thì rõ ràng ưu thế nghiêng hẳn về phía J-10. Với động cơ kiểm soát vector lực đẩy 2 chiều AL-31FN hoặc động cơ nội địa WS-10A kết hợp cùng cánh mũi mà khả năng cơ động của J-10 tốt hơn hẳn F-16. Ngoài ra, hai bình nhiên liệu 600 gallon của biến thể Block 52 Plus cũng làm cho F-16 trở nên nặng nề hơn nhiều. Nhược điểm trên của F-16 cũng có thể khắc phục phần nào nếu nó được trang bị các loại tên lửa không đối không có chức năng khóa mục tiêu sau khi phóng và tầm bắn xa như P-35, Aspram hay IMB-9X Block 2. Nếu Việt Nam quyết định lựa chọn F-16 Block 52 Plus làm tiêm kích hạng nhẹ thế hệ mới để thay thế cho MiG-21, kỳ phun địch thủ của nó sẽ là chiếc Chengdu J-10 của Trung Quốc. Hai loại chiến đấu cơ này đều sở hữu những ưu và nhược điểm riêng, phần thắng khi đối đầu nếu có sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chiến thuật cũng như trình độ của phi công điều khiển. Quý vị và các bạn thân mến, việc đa dạng hóa nguồn cung cấp quốc phòng đã tạo điều kiện xe tăng Đức gia nhập quân đội Việt Nam, tuy nhiên trở ngại lớn nhất là giá thành. Theo những thông tin được công khai, Leopard 2A6 được xếp vào hàng tăng hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, giá cả luôn là một rào cản đối với các quốc gia có tiềm năng kinh tế hạn khi để sử dụng loại tăng này. Với giá ước tính lên tới 12 triệu đô la Mỹ trên một chiếc nếu mua mới, cao hơn gấp nhiều lần so với giá 4,5 triệu đô la Mỹ trên một chiếc T90. Tuy nhiên, việc Hà Lan chào bán những chiếc Leopard 2A6 với giá chỉ khoảng 3 triệu đô la Mỹ trên một chiếc còn tương đối mới trong biên chế của mình để thay vào loại tăng khác. Thông tin này có thể mở ra cơ hội cho Việt Nam nếu mua những chiếc tăng này nhằm thay thế cho những chúa voi sắt T54-55. Theo nhà sản xuất Đức công bố, xe tăng Leopard 2A6 là một trong những biến thể hiện đại nhất của dòng tăng Leopard 2. Tăng Leopard 2A6 được phát triển trực tiếp từ thế hệ 2A5 với nhiều cải tiến biến nó trở thành một trong xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Một trong những điểm cải tiến chính trên xe tăng Leopard 2A6 là giáp bảo vệ, với việc sử dụng giáp phức hợp thế hệ mới và bổ sung mô đun giáp phản ứng nổ, bọc ngoài tăng khả năng kháng chịu vũ khí chống tăng. Về hỏa lực, Leopard 2A6 được trang bị pháo nòng trơn 120mm L55, 44 viên đạn, có độ chính xác và tầm bắn xa hơn pháo L44 của Leopard 2A5, viên nòng dài hơn L44 nên đạn bắn ra từ L55 có sơ tốc cao hơn. Trên xe không sử dụng hệ thống nạp đạn tự động mà vẫn dùng kiểu nạp đạn bằng tay. Xe tăng Leopard 2A6 trang bị động cơ cực khỏe diesel, tua bin tăng áp MTU MB837, KA501, công suất 1.500 mã lực cho tốc độ 68 km/h, dù xe có trọng lượng rất nặng 62 tấn. Có thể nói Leopard 2A6 được đánh giá là vượt trội hơn xe tăng M1A2 Abrams, Challenge 2 và Lessler về phòng vệ, hỏa lực và độ cơ động. Bên cạnh đó, nó hoàn toàn có khả năng đối địch tốt với xe tăng T-90 của Nga. Theo Military Today, Cantaro thuộc loại pháo chống tăng tự hành bánh lốp do tổ hợp công nghiệp quốc phòng Italia chế tạo. Pháo chống tăng Cantaro được đưa vào sử dụng trong quân đội Italia từ năm 1991. Cantaro sử dụng khung gầm bánh lốp 8x8 với một tháp pháo rất hầm hố. Ban đầu, xe sử dụng pháo chính 105mm với sức mạnh tương đương xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 trong biên chế quân đội Italia. Pháo chống tăng tự hành Cantaro đã chứng minh là một thiết kế thành công. Xe được sử dụng trong chiến tranh Iraq và tiêu diệt nhiều phương tiện bọc thép của đối phương. Phiên bản trang bị pháo chính 120mm được giới thiệu vào năm 2004. Xe được chế tạo cho nhiệm vụ trinh sát chiến thuật, yểm trợ hỏa lực, bảo vệ lãnh thổ, hộ tống đoàn xe quân sự. Pháo chính 120mm của Centauro bắn đạn xuyên giáp động năng APFSDS, có thể xuyên thủng 600mm thép đồng nhất ở cự ly 3.000m. Pháo được nạp đạn bằng tay với cơ số 40 viên. Vũ khí phụ trên xe gồm 2 súng máy 7,62mm, một đại liên 12,7mm, dạng hỏa lực để cho phép Cantaro đạt sức mạnh chiến đấu tương đương xe tăng chiến đấu chủ lực, trong khi có khả năng cơ động cao hơn. Ekip vận hành gồm 4 người, chỉ huy, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. Họ lên xuống bằng cửa phía sau đuôi xe. Centauro Được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với khả năng săn lùng tiêu diệt, sẽ có thể tiêu diệt mục tiêu trong vòng 30 giây sau khi phát hiện. Phiên bản Centauro 120mm được bảo vệ tốt hơn với giáp composite. Vòng cung phía trước xe có thể chịu đạn xuyên giáp cỡ nòng 40mm, chống đạn 14,5mm cho toàn bộ thân xe. Centauro được lắp động cơ diesel, tăng áp công suất 500 mã lực, tốc độ tối đa 100 km/h, dự trữ hành trình 800 km. Xe sử dụng lớp True Flat, có thể tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao khi bị bắn thủng. Centauro là một trong những pháo chống tăng tự hành bánh lớp trang bị hỏa lực mạnh nhất thế giới hiện nay. Các kỹ sư Italia đã thành công trong giải pháp công nghệ giảm giật và ổn định khi trang bị pháo cỡ nòng 120mm lên khung gầm bánh lốp. Các bạn vừa theo dõi video Hàn Quốc bất lực trước UAV Triều Tiên. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.